Dạ vâng, em xin chào quý vị đang theo dõi kênh của em nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác ở đây là một cái cặp 06A, 06A X. Đấy, cặp này thì được rất là nhiều các bác điện đến và quan tâm. Đấy, thế nên là hôm nay em sẽ làm cái video quay chi tiết để cho các bác thấy luôn nhé. Đấy. Cặp này thì được của mấy bác khách nhé, là đến cửa bên em là chia sẻ là với cái dòng này thì các bác có thể là kết nối với cả các cái dàn karaoke để làm cái loa trợ lời hát rất là hay, vì cái dòng này nó có cái phân tần rất là to đấy. Và có một số anh thì cẩn thận hơn thì em thấy các anh còn đấu thêm cả tụ bên ngoài ấy, đấu những con tụ bên ngoài đấy để làm loa trợ lời. Bản thân của con này thì nó có phân tần rồi đấy, nhưng mà các anh vẫn đấu thêm con tụ để nó chống cháy tép thứ ấy. Khi mình hát nó tiếng chép mình vặn nó tiếng rít nó cao quá, nhiều các bác mà chỉnh dàn karaoke mà không không chỉnh ở noise, tức là cái tiếng rít nó rất là cao thì nó rất hiện tượng bị cháy tép các thứ đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì các anh đấu thêm một cái tụ để nó cản thêm vào để đảm bảo an toàn đấy. Thì cái cách đấu nối như thế nào hay là hoạt động để hát như thế nào, làm loa trợ lời như thế nào thì cái này thì các bác phải tự tìm hiểu nhá, tự tìm hiểu trên YouTube hoặc là trên mạng để xem các bác cái hướng dẫn cái cách đấu nối như nào. Thế còn em thì cũng chưa thử bao giờ, là em chưa rõ đâu, đấy là em chỉ là chia sẻ lại những cái gì mà các bác khách đã từng thử rồi đấy. Còn em bán cho các bác cái dòng này về để các bác nghe nhạc thôi nhá, về để nghe nhạc thôi. Đấy, còn cái phần chợ nói loa karaoke thì em giới thiệu thêm, nên là nếu bác nào có thích thì có thể tự tìm hiểu vào đấy. Về dòng 06A X này thì cái chất lượng bass của nó rất là hay, tiếng bass nó rất là ấm. Đấy, tiếng bass rất là ấm. Con này sử dụng con bass này là bass 15. Bass 15 màng giấy và gân cao su. Tép thì là dòng chép đom. Tiếng tép của con này rất là sáng. Đấy, khi nó quận với con bass khỏe và uy lực của Onkyo 06A X thì cái chất âm nó ra rất là ngọt ngào. Đấy. Đây là một con tép dạng to bản nhá. Đấy cũng là cái lý do tại sao mà nhiều bác thích thì làm loa trợ lời nó là như thế đấy ạ. Đấy. Tép cũng sáng. Về công suất thì con này nó cũng rất là lớn, công suất có lên tới 70W một loa cơ. Đấy, tổng hai loa là 140W mà trở kháng từng trước của nó là 4 ôm. Đấy thì công suất nó rất là lớn nên là các bác thoải mái sử dụng cho các cái dàn bộ dàn mini. Đấy, con này thì nó thuộc kiểu dòng dàn mini cỡ đại. Đấy. Cầu của nó thì dạng cầu xiết nhá. Đấy. Cầu trục dạng xiết. Ok. Đây, trước còn lại đây. Đấy thì bác nào chốt cái cặp này thì em xuống test luôn nhá. Test luôn để em gửi hàng luôn cho các bác trong ngày hôm nay. Đấy, đây. 062X. Cặp này về thì căng đầy đủ hai trước. Đây to nhá. Đấy. Căng hai trước của nó này. Đấy. Thương hiệu logo mạ vàng luôn. Kim loại mạ vàng hai trước. Đấy. Rất là tuyệt vời. Em sẽ mở được cái bát để các bác có thể thấy được cái phân tần bên trong nhá. Đấy. Về kích thước thì nó rộng ở đây khoảng 16 17. Sâu là chắc khoảng 20, còn cao là em nghĩ chắc khoảng đặt hàng 28. 28 29 nhá. Cao là chắc khoảng 28 29, còn rộng là chắc khoảng 18 10, 16 đến 17 gì đấy. Sâu cho khoảng hơn 20 21 gì đấy. Bát thì là bát 15 rồi. Vâng. Kia là cái bộ phân tần của nó các bác nhá. Đấy. Gồm có hai con tụ và hai cái cuộn cảm rất là to bên trong kìa. Đấy, và nó có các cái bông âm này, bông bông để âm này. Em quay ở cái góc này thì nó hơi mờ một tí. Kia. Đấy, các bác thấy không ạ? Cái bộ phân tần ở bên trong đấy ạ. Đấy, cái dây của nó thì dạng dây xoắn này. Đấy. Đây, em phải bỏ cái bông ra còn vào nó lấp này cơ. Đấy, nó có bông lấp này. Đấy, cái bông của nó lấp hết bên trong củ bát đây. Củ rất to. Đấy, trở kháng 4, công suất là 25. Nặng lắm các bạn, cầm con bát này nặng dã man. Ok. Đấy thì về bác nào có thể là làm loa nghe nhạc nhá thì làm, hoặc là bác nào có thể biết cách đấu nối để làm loa trợ lời karaoke thì đấu nối. Còn không biết thì có thể tìm hiểu trên mạng nhá. Này em thấy rất là nhiều các bác chia sẻ những cái dòng này hát rất là hay. Đấy thì các bác cứ thử tìm hiểu xem nhá. Dạ vâng, em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo em nhé.
À, giá của cặp này nhá. Giá của cặp này là 1 triệu 550 nghìn nhá. Giá là 1 triệu 550 nghìn cho cặp 06AX này nhá. 1 triệu 550 nghìn được chưa ạ? Dạ vâng, em xin chào các bác nhá.